ăn trưa trên thuyền nha các bạn. Mời các bạn cùng mình nha. Bây giờ mình trước tiên mình sẽ mở khăn ra nè. Menu của mình nè các bạn. Hiện tại là ở đây đã có một cái dĩa salad trong biển trứng cá nha. Bây giờ mình sẽ mời các bạn thử món này nha. Ở đây là coi như là cái rau như là bắp cải á, tím với lợn trắng các bạn. Cái là cái rong biển mà như rong biển Hàn Quốc á. Cái này là thanh cua nè các bạn. Thì mình sẽ quết với lại cái này chắc là nước sốt mè á. Giống như là mayonnaise mè á. Thì cái salad này giống như salad nhà mình trộn thôi. Nó có cái nước sốt mè rang nè. Ngon. Mặn mặn ngọt ngọt. Ăn thì ăn kèm với lại cái món mặn đồ rất là ngon. Chút xíu nữa mình sẽ có rất là nhiều món súp đồ nữa. Nhà hàng sẽ dọn ra từ từ nha. Cái giấy sức khỏe sản của mình đã được bưng ra nè các bạn ơi. Mình mời các bạn nha. Vị rất là vừa ăn luôn các bạn. Trong này nó có cà rốt nè, bắp nè, nó mông cô, trứng. Cảm ơn em. Trứng tôm, nấm nữa. Nấm này là nấm gì đó? Tại vì quên à. Chim chấm á, nấm chim chấm á. Cua ghẹ rồi mình cũng thấy hôm nay nè. Ăn trưa mình vừa ngắm cảnh trên vịnh rất là thơ mộng nha các bạn. Mình đang di chuyển về khu vực Trà Báo. Bây giờ mình sẽ ăn mực chiên giòn và tôm hấp xả nha các bạn. Ở đây có cái chén nước sốt cũng như sốt môi mayonnaise với tương ớt. Đang thử một miếng mực trước nha. Thịt mực tươi mấy bạn. Mới làm á, nóng giòn á. Ngon. Con này, chắc tao là tâm số các bạn. Mình sẽ lột đã lột con tôm rồi các bạn. Nói chung là theo cảm nhận mình tôm thì nó cũng ngon mà nó không được tươi lắm. Thứ tư nữa các bạn, ngao hai còi hấp. Ủa này nó không có trong muối tiêu chanh nữa. Mình mới xin thì muối tiêu chanh đó các bạn. Các bạn cái này là ngao, ngao hay còi hấp củ thái. Nó chưa có cái hương vị chua cay nữa các bạn. Tại do hấp thái cũng ngon. Nên đồ ăn đây làm ngon nhưng mà do là có một cái là không được nóng. Bây giờ là tới cái món thứ năm là món cá vượt hấp Hồng Kông các bạn. Thì mình được cho thêm một cái tô cơm trắng nè. Ví dụ như mình ăn mà mình cảm thấy còn chưa no thì mình có thể dùng thêm cơm trắng ha. Mà mình cảm thấy hơi no no đó. Nãy giờ cũng nhiều món các bạn. Này các bạn có thể chấm muối tiêu chanh cũng được hoặc là bỏ ớt vô mình chấm muối ớt ha. Cái này nó dai lắm luôn các bạn. Mà nó chắc lắm. Mình cũng lần đầu tiên ăn cá vượt là cái gì ta. Mình cũng không biết luôn. Biết cá vượt là cái gì comment cho mình xin ý kiến đi. Chứ thiệt là mình không biết cá vượt luôn á. Nghe lạ lắm. Ở ngoài này á, thì lúc cũng bất động ngôn ngữ lắm. Nhưng hôm qua mình đi ăn cái phở gà các bạn. Cho là miếng thịt, miếng lườn, cô nói miếng lườn mà mình nghe sao thành miếng thường. Mình tưởng là miếng thường là gà xé thôi.
Nhưng mà cái lườn, cái đó lườn nó là gà xé luôn các bạn. Ngoài ngoài những món hồi nãy mình dùng xong á, mình sẽ có thêm cơm trắng và ăn với lại canh canh cua rau đa, không phải rau đai mà canh cua mồng tơi, cà pháo. Mình không được ăn mắm tôm như tại trên thuyền, có nhiều khách nước ngoài cũng biết ăn nên phải cho gánh nước mắm. Và cái rau muống xào tỏi nha các bạn. Thì mấy cái món này thì các bạn chắc cũng ăn nhiều rồi ha. À, bây giờ là kết thúc cái bữa ăn trưa của mình rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn sau nha. Đây là món tráng miệng bánh kem xoài hả bạn? À, bánh kem xoài các bạn. Hẹn gặp các bạn nha. Nó béo lắm các bạn. Nó có mùi thơm của xoài nữa. Mà nó không có bị ngọt lắm. À, ăn rất là vừa ăn, rất dễ ăn. Mình ăn mặn xong á thì mình ăn lại cái món tráng miệng này thì mình thấy rất là an ủi phần nào ha, tại vì nãy có mấy cái món canh đó nó hơi mặn. Hiện tại mình đang ở trên thuyền để đi tới cái hang sáng tối á, để mình chèo cây dắt, hoặc là người nào mà thích đó thì mình tự chèo, còn không á thì mình sẽ ngồi lên cái thuyền thuyền ngang á. Được nhiều người để mà có một cái người sẽ chèo thuyền cho mình đi qua cái hang sáng tối đó ha. Mình chọn cái cây dắt để hai chồng mình chèo. Tất cả mọi người đang chèo thuyền các bạn. Thì nãy mình định chèo cây dắt nhưng mà thì mình chèo thì mình không có quay cho các bạn xem được chi tiết hơn đó. Nó mất thời phải chèo nữa đó nên mình sẽ chọn qua thuyền ngang rồi. Ấy vừa chuyển qua thuyền tre thuyền nay nha các bạn. Hồi nãy thì mình chọn cái giá thì mình mới điều được lên thuyền. Đấy, thế là cân đấy. Nhưng mà thấy ghê quá, nghiêng quá. Chịu mà có tên này như thế. Tháng tối tức là ví dụ như là vào giữa cái hang này là để đi vòng hết từ ra từ đây ra kia xong rồi vòng về là hết lên. Mất khoảng bao nhiêu phút chị? Nếu mà đi 45 phút ạ. 45 phút luôn con chị chèo, trời ơi. Nhìn bữa chị chèo 45 phút luôn hả? Chị... Đây các bạn ở đằng kia đang chèo. Rất là đông. Trời mà trời hôm nay là thiệt sự là đẹp á. Hồi lúc mới vừa trên đường đi xuống á, chị thấy không? Em đang đau buồn. Em sợ. Mà tới đây mà cái giống như hồi lúc mà mua giống đó là chắc không, ngồi trên bão sao sao. Vậy mình chuẩn bị vào hang sáng tối nè các bạn ơi. Đấy. Tại sao là gọi là sáng tối? Có nghĩa là đi vô đó tối xong ra kia sáng tiếp tục. Ờ 10 năm trước mình cũng có đi rồi mà giờ không có nhớ là có đi này chưa, nhưng mà nhớ có chèo cái thuyền này nè. Nhưng mà mình không có chèo, có chồng mình chèo. À có nước chảy trên đường. À, hồi trước em có đi cái gì giống như cái động mà cái có giống đúng như đúng đầu á, hợp số. Không không. Phải không chị, cũng ở đây luôn đúng không? À, không, không nha cả bà mới ở. Mà nó cũng nó cũng mơ trong đi Vịnh Hạ Long luôn mà chị, cái tour đó đó. Trong Vịnh Hạ Long mà đấy, tiến sĩ bảo đó không biết nó gọi là cái hang gì chị không tên. Nó cũng có giống vậy luôn á chị. Không, nhưng mà mình đi bộ thôi. Đúng rồi, đi bộ. Dạ, dạ đúng rồi, đi bộ. Nhưng mà em không nhớ gọi là gì. Động Phong Nha hả? Không phải. Nó cũng kêu là Phong Nha luôn á. Bây giờ ở chỗ mà đi, nếu mà đi bên Vịnh Hạ Long hay là cái động gì nhỉ? Trên đường à? À không phải trên đường, cái động gì nhỉ? À động Thiên Cung rồi. Nhưng mà mình đi bộ chứ không. Dạ đúng rồi, đi bộ. Con em nhớ là đi bộ. Trời ơi, cái gì mà nhiễu gì thế? Ghê vậy? Trời ơi, né né, không biết né đâu giờ. Ôi. Ôi. Đấy, thế là hết rồi. Rồi, đã ra ngoài sáng rồi. Rồi quay lại thôi hả chị? Hết rồi, hết động, hết hang rồi, cũng vậy thôi. Ra rồi. Rồi, bây giờ mình đã ra ngoài sáng rồi các bạn. Bây giờ thuyền của mình sẽ quay lại.
là mình đã tham quan một vòng hang sáng tối rồi các bạn ơi. Nếu mà chạy ủ hello à, trời ơi giờ tí thôi về chưa. Hai bố con nhà Hồng à? Đáng si. Chị ơi! Chị ơi! Phao, phao mì xong rồi. Ở Quảng Bình hả chị? Ninh Bình khác, Quảng Bình khác. Quảng Bình là gần đi ra, Đà Nẵng đi ra. Là miền Trung. Đẹp, quá đẹp luôn. Có hơn 1 km. Để như thế, còn nếu mà đi một vòng tròn khắp kín ấy, thì đi từ miền Nam ra cảng. Thì đúng rồi. Mà đây, đây nó lại là Quảng Ninh, ở đây lại Hải Phòng. Thế đi thấy được đến Hòn Gai, đến Hòn Gai ngủ Hòn Gai. Thôi đẹp cái trên nha. Đi Nhân Tử bắt đầu là đấy, nó chỉ có đi chùa thôi. Không chùa thế nào, Yên Tử chùa ba ba. Ở trên cái bè chuẩn bị mà mình xuống thuyền đi 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 ca giác đồ á, các bạn có nuôi những cái bè nuôi cá nè. Rồi con cá này cá gì bự quá trời quá đất luôn. Nhiều loại lắm luôn á, hồi nãy bên đây cũng thấy một loại cá khác nữa nè. Quá trời bự luôn. Trời ơi. Khủng đồ. Cái gì anh? Con nhớ ở khách sạn hồ gần Hồ Gươm ấy là chị cứ vào cái phố Lò Sũ. Lò gì chị? Lò sũ. Chào các bạn, bây giờ thì mình đang ngồi ở trên tầng 3 của thuyền, mình chuẩn bị chờ ăn tối á. Thì đây là mình có kêu cái 2 ly cốc tai, cốc teo hả? Mà vị thơm với là vị chanh chắc. Nhưng mà mình uống không được, lý do là nó đắng quá, có rượu trong đó các bạn. Uống hớp, nghỉ luôn. Ở đây là xung quanh của cái quan cảnh Vịnh Hạ Long về đêm nè các bạn. Thì ở đây á, nó chia làm ba cột mốc là Vịnh Hạ Long, rồi một cái là Vịnh Lan Hạ. Hiện tại là mình đang ở Vịnh Lan Hạ. Thì Vịnh Lan Hạ này á, cái tàu nó xuất phát từ bến Gót là bến Hải Phòng á. Còn cái đằng kia có cái cột mốc màu xanh, không biết các bạn có thấy không, xa lắm đó. Cái cột mốc màu xanh đó là chia ra đó, cái khu ở ngoài sau cái cột mốc màu xanh đó là Vịnh Hạ Long nha các bạn. Còn một cái vịnh nữa là Vịnh Bái Tử Long, là mình xuất phát từ bến cái bến gì ta, Quảng Ninh đó các bạn, Quảng Ninh ha. Thì nó chia ra là ba khu vực vậy đó. Thì nó cũng là có những chiếc du thuyền đậu vào ban đêm và cho khách vui chơi trên thuyền như vậy thôi. Các bạn bây giờ mình sẽ bắt đầu ăn tối nha các bạn. Tối buffet trên tầng 3 của du thuyền Orchid á. Thì các em đang nướng thức ăn. Còn bên kia là có, ở đây là có cái này là giống như là xiên que các bạn. Cơm. Ở trong đó mình thấy có gà, nghêu, rồi mực. Hình như có cá nữa các bạn. Thank you.
giờ rưỡi tối á các bạn. Bây giờ mình đang câu mực các bạn. Trong chương trình của mình á sẽ được câu mực vào ban đêm á. Mình câu bằng cái mồi giả thôi. Câu khoảng tầm 45 tới được 1 tiếng mới có nha các bạn. Mà hên xui nha. Nãy giờ câu mực ở ngoài đó cũng được 20 phút hơn các bạn. Mà thấy con mực nó lượn vòng vòng xung quanh cái mồi của mình luôn á. Thì con mực á mình mới thấy là chỉ có cái mồi mồi giả nhưng mà nó dạ quang. Thì mình nói sao nó lượn mà nó không ăn, mình mới kêu em nó lấy mồi thiệt đây. Nó kêu là con mực không có mồi thiệt các bạn ơi. Chỉ là cái mồi giả như vậy thôi và nó có dạ quang rồi đó. Rồi mình cứ nhấp nhấp vậy giống như mình thả xuống kéo lên cứ xuống giống như là có cái cử động cho nó tưởng là có mồi á, nó tới nó đớp vậy các bạn. Nhưng mà thấy nó nãy giờ tính ra là 4-5 con nó cứ xà quần vô trong cái mồi của mình mà nó không ăn. Nên mệt quá, đi vô luôn. Thôi bây giờ thì mình cũng xin kết thúc cái video của mình một ngày đầu tiên ở trên Vịnh Lan Hạ. Thì cảm nhận của mình á thì nó rất là sao ta? Có nhiều cái điều mới mẻ thú vị với các bạn, như là mình tham quan được những cái cảnh quan đẹp nè, và mình cái không khí ở ngoài này á rất là mát luôn á. Mà mình nghỉ đêm trên đây á thì xung quanh mình có rất là nhiều tàu luôn. Thì ăn uống đồ nữa người ta phục vụ mình rất là chu đáo luôn á. Nếu như mà có dịp á thì các bạn hãy nên đi thử du thuyền trên vịnh Lan Hạ hoặc là vịnh Hạ Long. Và có một cái vịnh đó là mình gì mình quên cái tên nó thật là khó nhớ luôn á, nhưng mà hai cái vịnh này là phổ biến nhất nè. Rồi bây giờ mình nếu như mà các bạn cảm thấy video của mình hay thì hãy cho mình xin một like và đừng quên nhấn nút đăng ký ủng hộ mình nhé. Xin chào tạm biệt các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai cho cái chương trình ngày thứ hai ở vịnh Hạ Long ha.